Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Trong ngày hôm nay, 26 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 144 ca mắc COVID-19, trong đó 60 ca cách ly tập trung, 29 ca cách ly tại nhà, 44 ca trong khu phong tỏa, 7 ca phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 4 ca có triệu chứng đi khám tại các cơ sở y tế. 6 trên 7 quận huyện có ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, trừ quận Sơn Trà. Trong đó, các quận huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất, quận Hải Châu cao nhất 58 ca. Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn có nguy cơ rất cao khi đã phát sinh thêm 101 ca mới và tổng số ca đã lên đến 1.198 ca. Cuộc họp cũng đánh giá công tác xét nghiệm diện rộng sau 3 đợt của thành phố, trong đó đợt 3 đã lấy mẫu 315.580 lượt người, phát hiện 36 ca dương tính với COVID-19, giảm 85 ca so với đợt 2. Từ 8 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố đã bắt đầu thực hiện quyết định số 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19. Theo báo cáo của các quận huyện, công tác tổ chức giao ca, đổi lao động trong khoảng thời gian từ 5 đến 9 giờ sáng được thực hiện nghiêm túc. Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm quyết định số 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sở Công Thương và các địa phương tiếp tục triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, đảm bảo kịp thời, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đánh giá về công tác kiểm soát tránh lây lan dịch bệnh tại các kiệt hẻm trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy cho rằng, qua kiểm tra thực tế, nhiều chốt chặn chưa kiểm tra nghiêm túc, nhiều người dân lơ là chủ quan phòng dịch. Chúng ta không nghiêm túc cái việc là thực hiện cái việc chốt chặn ngay từ các cái kiệt hẻm thì rất nhiều kiệt hẻm mà tôi đã kết luận là phải đóng cứng lại nhưng công chí không có làm sơ sài, người dân tôi đi qua là người dân còn vạch ra chui ra ngoài và rất nhiều người dân là tập trung bắt ghế ra cửa ngồi nói chuyện với nhau. Đây là một trong nguyên nhân giải thích vì sao là trong các kiệt hẻm mà khi mà phát hiện ra F0 thì cả cái kiệt hẻm đấy đều mắc phải. Về chiến lược xét nghiệm diện rộng trong 10 ngày tới đây theo các vùng nguy cơ, theo đề xuất của Sở Y tế thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị cần tiếp tục nâng cao năng lực, số lần xét nghiệm, đảm bảo bóc tách được các F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất.